Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nhá. Bây giờ mình sẽ cùng con gái đi vào hãng Microsoft. Con gái hôm nay đi làm. Buổi sáng hôm nay đẹp trời, rất là đẹp. Còn nắng. Trời rất là đẹp. Chúng mình bắt đầu đi làm nha. Chỉ còn một chút tuyết thôi. Đây là chỗ để nhận thư. Đối diện ngay bên kia đường nó là những cái tòa nhà của Microsoft rồi. Microsoft rất là rộng. Một cái tòa như vậy là có khoảng 1.000 nhân viên làm việc trong một tòa như này. Đây chính là các tòa nhà của Microsoft đây. Nó chỉ thấp tầng như thế thôi nhưng mà bên trong rất là rộng. Bên trong của Microsoft Visiting Center. Và đây là đang trên đường đi vào đây. Tất cả các tòa nhà ngoài mặt đường đến bây giờ đều là các tòa nhà của Microsoft. Cực kỳ rộng luôn. Đây là trụ sở chính của Microsoft tại bang Washington. Ngày 14 tháng 2 cho nên là không khí vẫn còn rất là lạnh, có một chút tuyết. Nhưng mà nắng thì cũng đã lên rồi. Đây đều là các tòa nhà của Microsoft hết. Này đấy, rất là nhiều tòa nhà như này mà. Đây sẽ xuống parking. Đây là khu parking. Trong cái tòa parking này thì là nó có 4 tầng. Và trong mỗi cái tòa này là có khoảng làm việc là được khoảng 1.000 người. Mỗi tầng là 1.000 người. Như vậy chỗ này đỗ được 4.000 xe đúng không? Chỗ này đỗ được hơn 4.000 xe các bạn ạ. Bãi để xe cực kỳ rộng luôn. Nhưng mà bây giờ mình đi bây giờ là khoảng 10 giờ 43 phút sáng rồi cho nên là cũng khá là muộn. Gần như là bãi đỗ xe đã bị chật cứng rồi. Và bây giờ mình sẽ tìm những cái chỗ nào mà đỗ được xe nhé. Vậy là chúng tôi rất là may. Cái xe này họ cũng lấy cái nút này nên là chúng tôi đã có thể vào được cái nút này luôn. Chắc họ nhìn thấy con gái lái xe cho nên là họ nhường chúng tôi đấy. Rất là tuyệt, một buổi sáng rất là tuyệt vời. Tuy muộn nhưng mà vẫn tìm được cái nốt đỗ xe. Đây rất là gần ở ngay cái tầng đầu tiên, không phải xuống tiếp. Đây bãi đỗ xe rất là rộng luôn. Tôi đã đến rồi, bây giờ bãi đỗ xe cực kỳ là rộng. Kinh khủng khiếp. Mỗi một cái tầng này đỗ được hơn 1.000 xe. Đây là chúng tôi đang đi vào cái studio D. Này, studio D. Vẫn còn một chút tuyết.
ở Microsoft nó luôn có những cái cột nó ghi emergency như này, trong bất cứ trường hợp nào bạn cần thiết thì chỉ cần được ấn cái nút này thôi là nó sẽ gửi trực tiếp đến 911, tức là cảnh sát của Mỹ đấy. Và cảnh sát của Mỹ họ sẽ có mặt ngay lập tức, nó rất là an toàn. Ok, let's go. Nó còn một chút tuyết thế nhưng mà đã có nắng rồi, nó rất là đẹp. Đây các tòa nhà làm việc của Microsoft đây. Nhìn bên kia là hệ thống nhà ăn. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi sắc tổ nhỉ, đến các nơi cùng mình trải nghiệm đi sắc tổ xem nó như thế nào nhé. Đây các tòa nhà của Microsoft. Tuyết và trời vẫn còn khá là lạnh, bây giờ đang là -2 độ C, nhưng mà tí nữa có nắng thì nhiệt độ có thể lên đến 6-7 độ C. Bạn nhìn trời có thấy đẹp không? Ở đây trời rất là xanh, nhưng mà khi mà có một chút nắng thì mây cực kỳ đẹp luôn. Ở đây có rất là nhiều những cái ghế như thế này cho mọi người ngồi nghỉ. Đấy, ghế rất là đẹp cho mọi người ngồi nghỉ. Đây cũng là một cái tòa nhà làm việc đây, Microsoft đây. Đây chúng tôi bắt đầu đến cái visitor center của Microsoft. Bạn có thể nhìn thấy chữ Microsoft ở đây không? Đây chính là cái visiting center của Microsoft đây. Microsoft Center and introduce how to visit chi tiết, và chúng tôi sẽ follow cái này để chúng tôi đi thăm Microsoft nhá. Là một cái trung tâm và mình có thể vào xem và thử các sản phẩm Microsoft. Đây rất nhiều tòa nhà của Microsoft, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là sân bóng, đó là nhà chính, rất là nhiều tòa nhà. Đây là khu trưng bày những cái sản phẩm đầu tiên của Microsoft. Các bạn nhìn thấy cái máy tính đầu tiên của Microsoft này. Cái Microsoft Word ngày xưa chỉ như này đấy. À, đấy. Cái Microsoft Word ngày xưa, nếu bạn nào ở cái thời đầu 7 thì chắc vẫn còn nhớ những cái hình ảnh này. Đây là cái phần mềm để chúng ta đút vào máy tính này này. Những cái đĩa đấy, đầu tiên năm 1982. Word đầu tiên của Microsoft đấy. Năm bao nhiêu nhỉ? Năm 1975 thì Microsoft đã bắt đầu những cái code đầu tiên này. Đây những cái software code đây. 95 đây, mọi người có thể nhìn thấy. Ai cái thời đầu 7, đầu 8 thì có thể là bắt đầu là biết đến cái Windows 95 này của Microsoft này. Đây là những cái li mạch đầu tiên của Microsoft này. Hai cái thẻ business card mà là cái thẻ mà danh thiếp đầu tiên của hai cái người mà sáng lập ra Microsoft. Bill Gates đây.
họ là bên Gate đây. Đấy, các bạn nhìn thấy Gate chưa, President đây. Đấy. Và Paul Allen là hai cái người mà đầu tiên là sáng lập ra cái tập đoàn Microsoft này. À đây, Xbox này là cái đời đầu tiên đây. Chơi game đầu tiên đây năm 2000 đúng không? Bắt đầu đầu năm 2000 đây. Nhìn thấy cái máy Xbox đầu tiên, bàn phím đầu tiên đây. Đây là cái điện thoại ở trong cái trung tâm dữ liệu đầu tiên của Microsoft năm được sử dụng vào năm 1989. Đây là cái máy mà cái thời đầu tiên ở Microsoft đây, nó gọi là máy chơi game TRX-80+ đây. Mission của Microsoft đây. Đây là các giai đoạn phát triển của Microsoft đây. Từ khi bắt đầu thành lập đến bây giờ thì Microsoft đã trải qua hành trình từ năm 1975. Người mà đã sáng lập ra Microsoft gồm có 12 người. Đây là người nhìn Bill Gates còn trẻ đây. Người ngoài cùng và dưới cùng đây. Đây và chữ ký của Bill Gates đây. Đây là rất là nhiều những cái phẩm ở trong này. Đây là những cái trò chơi game. Trò chơi cái sản phẩm của Microsoft đây. Giờ chúng mình sẽ thử chơi game nhá. Đây, trò gì đây? À, đây là sáng chế đầu tiên, bằng sáng chế đầu tiên của Microsoft. Để ví dụ như mình tải cái app đó và mình có thể dơ tiền lên thì nó sẽ đọc cho mình là đây là đồng tiền nào, đồng tiền nào. Rất là hay. Chơi game thử. Nhà các máy chơi game. Bên trong là cái máy gì kia? À, chơi game đua xe. Xbox Pass. Họ gọi đi tiếp sang bên cạnh. Thank you. Showroom các sản phẩm hiện nay của Microsoft. Oh my god. Rất là đẹp luôn ấy. Windows 11 này. Đây là bộ sản phẩm Surface. Liên kết với cái tai nghe Surface này. Short Surface này. Surface Laptop. Surface Pro. Đẹp lắm. Rất là nhiều sản phẩm luôn. Đây là chuột à? Con chuột đẹp thế, các màu sắc luôn ấy. Chuột xịn ghê nhỉ? Ờ. À, chú có thể bẻ cong lại.
À, để cong lại như này. Đây là khi mẹ dùng thì mẹ để này, nhưng mà khi mẹ đeo cho vào cặp thì mình để này. À. Thì nó đỡ bị to đúng không? Nhưng chuột rất là nhỏ. Chuột rất là nhỏ, để cong lại được như này. Loại quần áo rồi. Không có chữ Microsoft nhỉ? Gift là một loại. À. Windows 11. Ok. Ôi trời, bé tí thế. Sao trẻ con à? Sao lại có cả sản phẩm cho trẻ con này luôn này. Microsoft cho trẻ con. Rất là nhiều những cái sản phẩm. Rất là đẹp. Bên trong trung tâm. Đi vào tiếp bên trong này. Hôm nay có cả đồ ăn à? Ăn này mất tiền à? Đây là cái gì? Thư viện này. Đây là thư viện rất là rộng. Đây là thư viện rất là rộng luôn. Đây có thể đây là những cái sản phẩm và miễn phí. Cả những cái này là đều là miễn phí hết cho nhân viên của Microsoft. Là trà, các sản phẩm trà. Đây chẳng hạn đây là trà gừng chanh gừng này, trà chanh gừng này. Đây là cà phê này, organic này. Ở đây những sản phẩm y tế khi mà mình bị làm sao thì có thể là có cái sản phẩm y tế này để kịp thời xử lý khẩn cấp ngay. À mà em nước soda. Nước soda. Cốc cũng của Microsoft luôn. Có nước thường, nước có vị đào, rau. Uống nước thường đi. Đây cốc của Microsoft đây. Ok. Nước thường thôi. Bạn. Đây là cà phê. Đây là có Starbucks coffee này. Rất là nhiều loại coffee của Starbucks. Đây cốc này cũng của Microsoft hết luôn. Rồi. Và bây giờ sẽ uống thử Verona nhé. Sao small size thôi, size nhỏ thôi. À, đây có hai loại à? Cà phê Verona đây hai loại khác nhau đây. Nước nóng. Nước nóng. À, xong thì ra cà phê như này. Ồ, nóng sốt luôn. Nóng sốt rất là ngon luôn. Nhưng muốn cho thêm sữa không? Không, không uống thêm sữa đâu. Thơm lắm. Cà phê rất là thơm luôn ấy. Đây con để nó vào đây, sau đó tính nó phải uống. À, đây một loại cà phê khác đây. Đây là hai hãng cà phê. Hai hãng cà phê cũng là khá là... Đây là bây giờ mình sẽ uống sữa nhé. Đây có nhiều loại sữa quá nhỉ. Đây là cái gì đây? Sữa H&H này từ năm 1918 này. Các loại sữa hạt này, sữa đậu nành này. Còn đây là loại mà không có chất béo luôn này, fat free này và sữa hạt này, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ uống cái loại sữa almond này nhỉ, có vẻ ngon nhỉ, almond này có vẻ loại ngon này.
loại sữa hạt này. Đây là một loại sữa sô-cô-la. Phần của nó có rất là tốt, rất là nhiều canxi nha, 450mg canxi, kali. Ngon, mình sẽ uống cái hộp này. Tất cả các sản phẩm của Microsoft đây là hoàn toàn miễn phí nhé. Là trong thư viện của Microsoft và Book Drop nha. Thư viện ở trong Microsoft. Oh my god, rất là nhiều những cái sản phẩm sách. Rất nhiều quyển sách hay. Rất là nhiều sách luôn. Đây có rất là nhiều sách luôn. Còn đây là và đọc sách nhìn ra cửa sổ, rất là tuyệt vời. Bên bên ngoài cửa sổ cái quyển sách này khá là hay. Đi Microsoft Library luôn, thư viện Microsoft. Zero to one, từ 0 đến 1. Oh, quyển sách này có thể khá là hay đấy. Bây giờ muốn đặt sắt đồ đi giữa các tòa nhà thì mình sẽ đặt ở đây. Sắt đồ này thì tòa có rất nhiều tòa. Tòa 31 rồi. Sắt đồ hai người. Mấy giờ bắt đầu đón? 2:29, tức là sau 2 phút nữa là sẽ có sắt thùng. Rất là hiện đại, tất cả mọi thứ đều được đặt hết để đón. Rất là hiện đại luôn. Wonderful. Tôi bắt đầu đi ra sắt thùng để đi. Rộng luôn.
Đây chúng tôi đi vào thăm nó gọi là tree house, tức là cái nhà cây. Dịch nôm na thế nên tôi cũng chưa biết nó là cái gì luôn. Bây giờ sẽ cùng khám phá xem nhà cây như nào nhá. Kiểu một hình dạng là một cái nhà trên cây ý. Nhà được xây trên cây. Bây giờ mình sẽ đi vào xem những cái nhà xây trên cây là như nào. Ồ, đây. Đây là một cái nhà cây. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nhà cây này xem thế nào. Tất cả đều làm bằng gỗ hết. Đây là hiện họ ghi là chỉ có nhân viên của Microsoft và khách của nhân viên Microsoft mới được vào thôi. Đây có rất là nhiều ghế này. Đây là một cái nơi mà mình có thể lên trên kia để ngồi ngắm cảnh, thư giãn. Không gian rất là chill luôn. Ở xung quanh cái cây luôn. Thật là tuyệt vời. Rất là yên tĩnh mát và chim hót đấy. Các bạn nghe tiếng chim hót không? Đây là một cái cây thông rất là to. Cây thông này có lẽ phải đến mấy trăm năm rồi. Cây rất là to và tán nó rất là rộng luôn. Còn đây là một cái nhà cây. Bây giờ mình sẽ lên cái nhà cây này nhé. Đây phải có thể mới sống sót mới vào được. Hôm nay chỉ được mắc là 23 người thôi. Oh my god. Rất là đẹp luôn. Bây giờ sẽ vào trong phòng để xem nhé. Đều có phải có quẹt thẻ của nhân viên Microsoft mới vào được. Mùi gỗ thông cực kỳ thơm luôn. Trời ơi, thơm quá. Thơm quá. Toàn bộ nhà là mái hết. Bằng gỗ. Toàn bộ là bằng gỗ hết. Nhìn thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Có cả những cái bức tranh từ gỗ rất là đẹp luôn. Lên trên mái này, mái làm cũng rất là đẹp. Đây, trong này có rất là nhiều chỗ ngồi, có thể vào trong này ngồi nghỉ ngơi. Cực kỳ là đẹp. Có thể ngồi ở bất cứ những cái vị trí nào, như hình thức thì là ban công như này. Bên trên cái mái cũng rất là đẹp luôn ấy.
Đây là một cái nhà cây khác. Tôi khám phá cái nhà cây này xem nhé. Ôi trời, cái nhà này rất là đẹp luôn ấy. Các bạn xem, đây một cái nhà cây rất là đẹp luôn á. Cái nhà này chỉ là mắc 31 người thôi. Oh, rất là đẹp luôn. Mở cửa từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Oh, không gian cực kỳ đẹp. Mở cửa. Không phải quét thẻ. Quay thẻ thì mới vào được. Quay thẻ xong cửa sẽ mở ra. Ô, rất là đẹp luôn. Đây như là một cái phòng để có thể ngồi ăn với cả bạn bè hoặc là với cả. Wow, đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Đây mình có thể ngồi ăn với cả bạn bè hoặc là tổ chức những cái buổi picnic ngồi chơi trong này, rất là tuyệt vời luôn. Trong này có cả lò sưởi luôn nhá, có cả lò sưởi luôn, rất là ấm. Oh, rất là tuyệt vời luôn. Kỳ là tuyệt đẹp ở bên trong tòa nhà. Oh, ấm hơn rồi. Và một cái sắt tổ khác nữa. Sắt tổ này khá là to. Đây chúng tôi đang trên sắt tổ. Chỗ này ăn mixer với mix mixer. Có kiểu đeo mắt kính nhưng ăn đi sân bóng rổ. Sân bóng chuyền. Đây là sân bóng đá. À, bên trong có đầy đủ hết tất cả. Đây các studio là các nhà đúng không? Bớt bên trong. Studio những tòa mới đây và những tòa xịn nhất. Đây từ phía là mod này. Sân bóng của Microsoft. Đây sân bóng rổ. Rất là đẹp luôn. Đẹp. Đây là nhà ăn của bà con xong. Đây chưa đến giờ ăn. Rất là vắng vẻ. Chưa đến giờ ăn. Khoảng 1.000 người. Sảnh có con voi, con bướm rất là đẹp luôn. Còn đây là xe đạp. Bên trong một người rất là đẹp.
con voi đẹp chưa? Nhìn con voi rất là đẹp. Phòng ăn rộng tách mát luôn. Cái này là gì? Chuyên cho thuê xe đạp à?